Sao giống như đóng phim thế nhở? Ừ, đúng rồi. Và khi mà đóng phim thì cái người diễn viên là nhân vật chính đúng không các bạn? Và ở đây chúng ta có từ bèo. Bèo là diễn viên. Chúng ta đừng nghĩ bèo tà nha các bạn. Bèo tà là học. Còn bèo danh từ là diễn viên. 나는 연기를 잘하는 배우가 되고 싶다. 되고 싶어요. Tôi muốn trở thành một diễn viên như thế nào? Một diễn viên chạy hát tạ. Yonggi chạy hát tạ. Yonggi là diễn xuất tốt. 이번 영화에서 주인공을 맡은 배우가 연기를 잘하는 편이에요. Ở đây chúng ta có ngữ pháp 는 편이다. 편이다 thuộc là thuộc dạng hay là cái thuộc loại đó như thế nào đó thì thường là như vậy. Dân ký thì chúng ta mới vừa học xong, vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này như thế nào? Cái người diễn viên mặt tà có nghĩa là đảm nhận cái vai chính, chủ yếu công là vai chính ở trong cái bộ phim đó đó. Trong bộ phim lần này thì như thế nào? Diễn khá tốt, chúng ta có thể dịch như thế, diễn khá tốt. 잘하는 편이에요, 배우 diễn viên.